chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm chia sẻ là niềm vui. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một ứng dụng của Google Drive mà rất được nhiều người sử dụng hiện nay, đó là tạo form trên Google Drive để mà cho một người nào đó chúng ta nhập thông tin vào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách tạo form như thế nào, cách nhập form, cách chia sẻ form và cách xem thông tin form. Vậy thì chúng ta làm như thế nào? Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách làm. Rồi, mình sẽ đi vào cách làm nhé. Rồi, mình sẽ lấy một cái form mẫu để cho các bạn tham khảo và để minh họa cho các bạn. Vậy thì một ứng dụng của Google Drive là mình tạo một cái form để cho một người nào đó điền nhập thông tin vào. Ở đây mình lấy một cái form đó là báo học sinh vắng nghỉ của phụ huynh. Thì trong đây có những cái tiêu đề như sau, đó là họ và tên phụ huynh. Phụ huynh phải nhập vào đây một câu trả lời của bạn, đó là phụ huynh phải nhập cái tên của phụ huynh vào. Cái tiêu thứ hai là họ và tên của học sinh. Tên học sinh thì mình tạo một cái biển mẫu, đó là gồm sự lựa chọn một cái tiệp có dùng cái tên này. Thì đây là bao gồm là tên của học sinh, thì phụ huynh học sinh nào thì chúng ta sẽ chọn vào học sinh đó. Đây là hình thức là một cái tiệp để chúng ta lựa chọn. Và ngày phụ huynh muốn xin nghỉ thì đây cũng tạo một cái ngày luôn, nhập ngày vào. Thì đây có một cái mũi tên sổ xuống và chúng ta sẽ chọn ngày để mà xin nghỉ của phụ huynh. Phụ huynh cho em nghỉ bữa nào thì ngày nào chúng ta nhập vào ngày đó. Ở đây là Monday và Year. Và thứ tiếp theo thì là tiếp theo là buổi là buổi sáng hay là buổi chiều. Xin nghỉ là buổi sáng hoặc buổi chiều. Sau đó là nhắn gửi. Vì khi gửi này thì ví dụ chủ nhiệm sẽ biết phụ huynh xin phép con em nghỉ ngày nào và các thông tin là họ và tên phụ huynh, họ tên học sinh, ngày và buổi để mà họ ví dụ chủ nhiệm nắm. Đây là một cái form mình lấy ví dụ minh họa, thì các bạn có thể tạo ra một cái form khác. Rồi thì để tạo form này như thế nào thì sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm nha. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ đăng nhập vào cái Google Drive của mình ở trên Google. Chúng ta nhấn Google Drive, chúng ta sẽ đăng nhập vào Google Drive. Thì mình sẽ tạo một cái bảng giống như thế này. Thì đầu tiên chúng ta nhấp vào chữ tạo mới, tạo mới này, chữ mới này, và chúng ta thấy là có rất nhiều cái thư mục. Chúng ta chọn thư mục ứng dụng khác. Rồi, và sau khi sổ xuống chúng ta sẽ có là Google biển mẫu hay là Google biển mẫu này. Và chúng ta tiếp tục ta nhấn. Thì đây, nhấn vào cái mũi tên này thì chúng ta thấy có hai loại: biển mẫu trống và từ mẫu. Biển mẫu trống nghĩa là đây là một cái biển mẫu mới mà chúng ta tự tạo cho bản thân mình. Còn từ mẫu này là cái mẫu mà Google Drive đã tạo cho mình một cái mẫu sẵn. Và chúng ta dựa vào đó ta chỉnh lại. Thì đây mình muốn tạo cho cái form cho riêng mình thì bây giờ mình nhập vào biển mẫu trống. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình tạo một cái form giống như cái form mà mình đã ví dụ là các bạn. Thì mẫu không có tiêu đề thì chúng ta sẽ nhập vào là báo học sinh vắng nghỉ. Đó, và mô tả biển mẫu thì mình nhập vô là mình muốn nghe là phụ huynh nhập vào. Để phụ huynh biết là phụ huynh nhập vào. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ đầu tiên là cái tiêu đề là tên phụ huynh. Thì chúng ta sẽ nhấp vào dưới là câu hỏi không có tiêu đề này. Nó cho một cái tiêu đề sẵn này. Thì mình chỉ nhấp vô thôi. Đó, mình ghi là họ và tên phụ huynh. Rồi, thì khi nhấp vào tên phụ huynh thì bên đây chúng ta sẽ có một cái mũi tên sổ xuống là chúng ta sẽ lựa chọn là cái hình thức là để cho phụ huynh nhập vào. Đó là đây là chỉ cần nhập họ và tên thôi, phụ huynh thôi, thì mình sẽ nhập cái lựa chọn là trả lời ngắn thì mình nhập cái trả lời ngắn. Đó, sau khi nhập trả lời ngắn thì bên đây mình thấy là văn bản câu trả lời ngắn này, đó là họ tên phụ huynh cần nhập vào đây, họ tên cần nhập vào đây. Rồi, đó là xong cái họ và tên của phụ huynh. Thì bây giờ mình, và cái này là bắt buộc phụ huynh phải nhập vào tên phụ huynh. Thì ở đây mình nhấn từ bắt buộc ở dưới này, những chữ bắt buộc nhấp vào. Đó, có một tí bên này gọi là bắt buộc phụ huynh phải nhập vào. Rồi tiếp theo
là phụ huynh học sinh xin phép cho em nào. Thì ở đây mình sẽ nhấn thêm dấu cộng, thêm tiêu đề là thêm câu hỏi nè, nhập vào. Rồi nó sẽ ra cho bạn một cái tiêu đề, thì mình nhập vào là họ và tên học sinh. Đó, họ tên học sinh thì cũng tương tự thôi. Ở đây mình sẽ dùng là trả lời ngắn thôi, trả lời ngắn. Hoặc là bây giờ mình sẽ tạo một danh sách, mình biết được danh sách của học sinh rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái danh sách là sổ xuống để mà lựa chọn. Rồi thì các bạn nhìn thấy không, mình ở trên là trả lời ngắn, đoạn này trắc nghiệm nè, bây giờ chỗ là menu sổ xuống, cái dấu tròn giống mũi tên nè, menu sổ xuống, ta nhấp vào đây menu sổ xuống. Và menu sổ xuống này để chúng ta lựa chọn thì chúng ta thấy là có nhiều lựa chọn, thì chọn một thì có hai cách nhập. Mình có thể nhập tên của học sinh vào, và học sinh thì lớp mình thì từ 30 mấy trở lên nên mình nhập rất là lâu, thì mình sẽ copy danh sách. Ở đây mình có một cái danh sách lớp đó, mình sẽ quét thì mình copy, mình copy còn những việc những copy. Rồi bây giờ mình sẽ dán vào đây, nhấp trên tay lít phải, nhấn chữ paste vào đây. Rồi vậy là danh sách học sinh mình đã nhập vào đó. Đây là để mình muốn là menu sổ xuống và lựa chọn, đây là danh sách học sinh. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một cái tiêu đề tiếp theo, giống như mình ví dụ nãy đó là cái ngày học sinh nó nghỉ, cái này cũng bắt buộc các bạn, bắt buộc những ngày bắt buộc và ngày học sinh nghỉ. Thì bây giờ mình nhấn tiếp cái dấu cộng để ta thêm câu hỏi. Rồi ngày học sinh nghỉ thì cái chữ ngày đó, thì khi ta nhấn chữ ngày vào thì bên đây nó xuất hiện chữ ngày liền, là do mình là đúng nhập đúng cái câu trả lời của ngày. Còn nếu mà nói thì mình ví dụ cái tên mình lựa chọn thôi đó. Rồi đây là ngày giờ, ngày bây giờ, rồi ghi ngày được rồi. Rồi đó làm tay cái ngày, thì sẽ khi mà chúng ta nhập ngày vô thì ở đây có là tháng ngày năm, ở đây quy định là tháng ngày năm đó. Thì đây là có cái bảng lịch này để chúng ta nhập vô nè. Rồi cái lịch này có sẵn, nó định có sẵn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cái này bắt buộc luôn, tất cả là bắt buộc hết. Và tiếp theo là cái buổi ngày, rồi buổi nào quên cho học sinh nghỉ, buổi nào, buổi sáng hay buổi chiều, chúng ta nhắc thêm dấu cộng bên đây, và chúng ta nhấp vào là buổi. Buổi thì sẽ có hai buổi, hai buổi sáng hoặc chiều, chúng ta sẽ tạo hình thức là trắc nghiệm. Ở đây mình đã buổi thì nó cũng có sẵn cho mình cái lựa chọn rồi, thì bây giờ mình muốn ấy thì mình thay đổi thôi, hoặc chúng ta ghi sáng chiều cho sinh đánh cho chết vào, nó hợp kiểm nè, sáng hay chiều sinh đánh cho chết vào. Nhưng mà đây là hình thức là trắc nghiệm thì nó sẽ dễ hơn. Rồi nhấn vào hình thức là trắc nghiệm. Rồi bây giờ bên đây trắc nghiệm thì sẽ có hai buổi, thì chọn một nè, mình sẽ thử đó là đánh lại là buổi sáng. Rồi bây giờ mình sẽ đánh phía dưới là buổi chiều. Rồi vậy thì chúng ta có hai buổi sáng buổi chiều, rồi chúng ta cũng là bắt buộc luôn. Rồi tới đây mình đã chia sẻ cho các bạn hoàn thành xong cái form mà chúng ta muốn muốn làm. Thì mình muốn coi lại cái form mình đang làm, thì chúng ta thấy cái dấu mũi tên này, cái dấu mũi tên, cái dấu mũi tên này các bạn lại xem trước nè, bạn xem này nè, còn nhấn vô đây và chúng ta xem lại cái những cái tiêu đề mình đã tạo này. Đó còn thấy không nè, đó thấy chưa nè, giống như nãy mình đã làm đó. Vậy thì ở đây mình đã chia sẻ cho các bạn xong cái hình thức form, vậy thì bây giờ mình muốn chia sẻ hình thức form này cho một người nào đó để mà nhập vào, chia sẻ cho phụ huynh hả. Chia sẻ phụ huynh thì có nhiều cái chia sẻ, thì bây giờ muốn chia sẻ như nào thì chúng ta trở lại cái file mà chúng ta muốn làm đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được chữ gửi nè, nhìn bên tay góc phải này có chữ gửi màu tím nè, chúng ta nhấn vào chữ gửi. Thì chúng ta có gửi thì có nhiều cách gửi, một là chúng ta gửi qua email, thứ hai là chúng ta chép cái URL URL để mà chúng ta copy dán qua qua Facebook, hoặc là dán qua Zalo đây Facebook hoặc là Twitter, thì chúng ta có thể chia sẻ cho ai. Thì ở đây mình chia sẻ cho các bạn là mình nhắm cái sao chép này, xếp URL này
khi sao chép để mình nhắn qua Zalo. Bây giờ mình sẽ gửi qua Zalo thử nha. Mình sao chép rồi, bây giờ mình sẽ nhắn qua một cái Zalo nào đó cho các bạn xem. Để mình gửi cái biểu mẫu này. Rồi các bạn chờ xíu. Rồi mình mở Zalo của một người nữa đó lên, ví dụ là mình muốn gửi cho một cái phụ huynh nào đó, ví dụ như đây. Hoặc là gửi lên group của phụ huynh. Rồi bây giờ mình sẽ nhấp vào một cái Zalo, tên cái Zalo nào đó. Mình nhấp vào chữ Vũ Khôi đi. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn cái sao chép lại, chúng ta dán vào đây. Các bạn chờ xíu. Đây, dán vào. Đó, và chúng ta sẽ gửi. Nó chưa gửi. Rồi, vậy là lúc này là người nhận nó sẽ nhận được cái form của chúng ta là báo học sinh vắng nghỉ và phụ huynh nhập vào nè. Vậy là bây giờ đây là phụ huynh đi. Thì giờ chúng ta phụ huynh sẽ nhập vào đây, sẽ nhập vào. Đó, phụ huynh muốn cho con phép, muốn cho học sinh vắng nghỉ thì phụ huynh là nhấp vào cái đường dẫn đó. Và sau khi phụ huynh nhấp vào rồi thì sẽ đưa phụ huynh đến một cái form mà chúng ta mới vừa tạo hồi nãy. Trời, nó lót lâu quá. Đấy, vậy thì phụ huynh lúc này là sau khi nhấp vào thì phụ huynh sẽ thấy được cái biểu mẫu này. Và phụ huynh muốn cho học sinh nó nghỉ thì phụ huynh phải nhập vô. Và bây giờ ví dụ là phụ huynh mình sẽ nhập vô nè. Lấy ví dụ cho các bạn nghe. Mình là Nguyễn Văn A. Đó, và tôi là phụ huynh là Nguyễn Văn A. Nhập vào. Và học sinh học sinh thì phụ huynh cho học sinh nào thì phụ huynh nhấp vô mũi tên này và chọn. Đó, có nhiều học sinh thì phụ huynh kéo xuống để đúng cái tên học sinh của mình muốn chọn, ví dụ là Nguyễn Thị Bích Trâm. Đó, đây Nguyễn Bích Trâm hiện lên đây. Rồi ngay thì ở đây chúng ta có hai cách nhập, một là chúng ta đánh trực tiếp vào trong đây, nhưng mà của chú ý là quy định là tháng trước ngày gửi mấy tới năm đó. Vậy thì mình giờ mình có một mình số xuống như thế này thì mình sẽ chọn là tháng 10 này. Đó, bây giờ ngày là 30/10/2019. Đó, cái ngày này tôi phụ huynh cho học sinh nghỉ. Rồi, buổi chiều. Rồi, sau đó là nhắn chữ gửi. Rồi, như là hoàn thành xong. Như là phụ huynh đã hoàn thành xong cái việc báo học sinh vắng nghỉ đến giáo viên chủ nhiệm. Rồi, bây giờ tới một cái phụ huynh khác thì cũng giống như thế. Rồi, là một thêm một phụ huynh nữa. Rồi, ví dụ như là nãy là Nguyễn Văn Nga, Trần Văn B, Trần Văn C đi, ví dụ như đó. Rồi Trần Văn C. Rồi cho phép học sinh nghỉ nhấp vô mũi tên và chọn tên Trần đi, Trần Thị Quỳnh Như. Rồi ngày,
ngày 31 à, ngày 31 tháng 10 ở à, ngày 31 tháng 10 2019. Rồi chọn là buổi chiều luôn, mà cho buổi sáng đi. Rồi chúng ta chưa gửi. Rồi lúc này là giáo viên chủ nhiệm đã nhận được hai cái đơn xin phép của hai phụ huynh. Như vậy thì bây giờ muốn coi lại thì như thế nào? Muốn coi lại thì như thế nào? Thì mình trở lại cái biển mẫu mình mới vừa tạo này đó. Thì ở đây khi mà chúng ta nhập vào thì bên đây có xuất hiện câu trả lời nè, hai câu trả lời mà chúng ta sẽ nhấp vào. Đó, hai câu trả lời. Thì đến hai cách coi, một là chúng ta coi ở trên cái Google này đó, nó thống kê chúng ta có hai phụ huynh, cái buổi đó có hai phụ huynh. Đó, vậy là Nguyễn Văn A, Trần Văn C nè. Và hai câu trả lời là hai học sinh này, đó, Nguyễn Thị Bích Trâm nè và Trần Thị Quỳnh Như nè. Đó. Rồi, thì ở đây ngày, ngày thì biết là có hai ngày, ngày sinh là 30 tháng 10 và ngày 31 tháng 10 2019. Rồi, buổi thì à, buổi chiều là màu cam đây. Còn buổi sáng là màu xanh. À, xanh hai buổi. Là 50-50, 50% 50%. Đó là cách coi thứ nhất. Cách coi thứ hai thì chúng ta có thể coi điều chỉnh Excel. Đây, dấu mũi màu xanh và có cái dấu cộng này gọi là tạo bằng tính nè. Còn theo nè, có những gì tạo bằng tính. Đó, và tạo bằng tính mới. À, tạo bằng tính mới thì mình sẽ nhấp vào chữ tạo. Rồi, nó sẽ tạo cho ta một cái file Excel. À, thống kê. Đó. Thì mình thấy là bạn thấy là cái file Excel này rất là gõ gàng. Vậy thì đầu tiên đó là cái dấu thời gian, cái dấu thời gian là cái giờ ngày giờ một phụ huynh nhập vô, nhập trong sinh đã nghỉ đó. Họ tên phụ huynh nè. Họ Trần Văn A, Nguyễn Văn A, Trần Văn C nè. Họ tên học sinh Nguyễn Thị Bích Trâm, Trần Thị Quỳnh Như nè. Ngày, ngày 30 tháng 10. À, ngày 31 tháng 10. Ngày sáng chiều. Đó, chúng ta nhìn vào đây là chúng ta sẽ biết được là học sinh nó nghỉ ngày nào và cái thông tin rất là rõ ràng như thế này. Đó. Rồi thì mình giới thiệu các bạn xong là cách tạo form, cách nhập form, cách chia sẻ form để mà nhập vào. Thì tùy vào cái mục đích của mình mà các bạn có thể tạo ra nhiều cái form riêng để mà cho mình cần thông tin gì để một người nào đó nhập vào. Rồi thì tiếp theo mình cũng chia sẻ với các bạn là một số cái mẫu mà trên Google Drive đã tạo cho các bạn rồi, thì các bạn có thể tham khảo, mình thấy dựa vào đó mình có thể chỉnh sửa lại. Thì chỉnh sửa nó như thế nào? Bây giờ mình sẽ vô tạo mới ứng dụng khác. Rồi Google biển mẫu. Hồi nãy là mình vô biển mẫu trống là mình sẽ tự tạo cho mình một cái form. Bây giờ mình từ mẫu, nghĩa là mình sẽ đi và tham khảo một số cái biển mẫu. Nha, trên Google Drive. Đây đóng một số cái chương trình lại đi. Rồi chúng ta sẽ đến một cái Google biển mẫu. Rồi trong đây có rất nhiều cái biển mẫu mà chúng ta có thể tham khảo nè, yêu cầu nghỉ phép nè, đăng ký ốc phong nè, đánh giá khoa học, tìm thời gian nè, còn cá nhân thì chúng ta là thông tin liên hệ, tìm thời gian, điều kiện lời mời sự tiệc. Đó, ví dụ mình lấy một cái mẫu để mình chỉnh sửa lại coi. À, ví dụ đăng ký áo phông. Đó, đăng ký áo phông. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái tiêu đề là tên, nào tên mình muốn đăng ký nè, và kích thước áo nè, và đặc biệt ở đây nó sẽ có một cái hình ảnh về cái áo. Đó, giờ đang load cái hình ảnh áo các bạn. Đó, cái áo. Đó, các bạn chọn cái áo. Đó. Và suy nghĩ hoặc là nhận xét khác. Vậy thì bây giờ với cái mẫu này mình muốn giữ ý đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉnh sửa như thế nào? Thì chúng ta đây chúng ta nhấp vào một cái tên, nhấp vào cái tiêu đề thì sẽ có cái dấu 6 chấm này. Đó, chúng ta nhấp vô. Đó. Nhấp vô để chúng ta chỉnh sửa lại đó. Bây giờ đây là tên, nhập tên thì
tiêu đề khác cũng được, và tên bên này trả lời ngắn có thể thay đổi lại là ví dụ mình biết tên của công ty hoặc là danh sách nào đó thì mình gọi là menu sổ xuống đó. Rồi sau khi em đánh dấu sẽ nhấp ra ngoài. Hoặc kích thước áo thì chúng ta có thể thay đổi lại là hình thức là lựa chọn cách là menu sổ xuống cũng chẳng hạn. Rồi cái áo này thì hình ảnh này ta muốn đưa nha các bạn, thì chúng ta thấy bên tay phải này nó có một hình ảnh này, chúng ta nhấp vào cái dấu ô vuông này có hai cái tam giác này, đó gọi là thêm hình ảnh. Rồi bên đây là cái dấu nút play này, dấu YouTube này, thì để thêm video đó, thì bạn thêm video vào đây để cho biết là một cái tham khảo video nào đó để cho các bạn nhận xét video của mình nó như thế nào. Rồi đó là mình là ví dụ cho các bạn một cái biển mẫu mà có sẵn ở trên Google Drive để cho các bạn tham khảo. Để có nhiều các cái form khác nhau, bạn có thể thấy cái form nào vừa ý với mình đó thì mình có thể là mình lựa chọn và mình chỉnh sửa lại cũng được. Rồi bây giờ thì mình đã chia sẻ cho các bạn cách tạo form, cách chia sẻ form và cách nhập form và cách xem lại cái form cho người đăng ký. Thì chúc các bạn tạo ra những cái form mà theo của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Mình mới vừa chia sẻ các bạn xong là cách tạo form, cách nhập form, cách chia sẻ form và cách xem thông tin lại form. Thì chúc các bạn thành công để tạo ra những cái form thích hợp cho bản thân mình. Hoặc là nếu mình không tạo ra được cái form cho bản thân mình thì mình có thể dựa trên cái form mẫu của Google Drive, mình có thể chỉnh sửa lại với cái thông tin mình cần. Rồi mình xin kết thúc clip tới đây. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn 2470 người đã ủng hộ kênh, đã đăng ký kênh. Một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video clip tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.